Đến nay, khoảng gần 600 cư dân đã được sơ tán ra khỏi khu vực. Cảnh sát, lực lượng phòng vệ và các thành viên sở cứu hỏa đã đào bới lớp bùn dày trong nhiều ngày, cẩn trọng để không làm bị thương những người có thể đang bị trồn vùi dưới lớp bùn và đống đổ nát. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ Nhật Bản tại thành phố Atami do mưa lớn liên tục trong vài ngày qua, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo chính quyền tỉnh Shizuoka, khoảng 100.000 mét khối đất bùn đã đổ xuống một con sông gần đó và cuốn theo mọi thứ trên một quãng đường dài khoảng 2 km.